Rất vui được gặp lại tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi. Um, à, ngày mai rất vui được gặp gửi tới các bạn tập truyện tiếp theo Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, truyện được biên dịch bởi chế Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Vâng và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này ngay và luôn nhé. Nhớ là đừng quên để lại một like, một share để ủng hộ team chúng mình. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Chu lợi nhân đau đến mồ hôi vã ra đầy đầu, súng cũng rơi xuống đất. Ông ta cũng nhận ra mình quá sơ suất, cố nhịn đau đớn, còn muốn nhặt súng lên. Lâm Hiểu Phong một cước đá bay khẩu súng ra xa, Hèo treo chu, ông đúng là kẻ lật lọng. Tôi đã nói sẽ cho ông chuyển thế đầu thai. Rốt cuộc ông còn chơi tôi như vậy à? Chu lợi nhân vội vàng lui phía sau, ngoác miệng cười trừ. L... Lâm, Lâm hiểu phong. Chẳng phải tôi chỉ muốn đùa dẫn chút đưa. Cậu, cậu đừng cho là thật chứ? Cánh tay đau đớn, Chu lợi nhân mồ hôi lạnh đầy đầu, thân hình hắn run rẩy hai mắt thì đáng thương nhìn lâm hiểu phong xin xin đừng giết ta mà cầu xin ngươi đấy lâm hiểu phong thầm mắng một câu rõ ràng mình đến đây diệt trừ tai họa sao giống như đang đóng vai ác thế này chứ loại cảm giác này khiến lâm hiểu phong vô cùng khó chịu hiểu trường chu lúc trước tôi tính toán tiện ông xuống địa phủ hiện tại chỉ có thể giao cho tổ điều tra thần quái thôi nói xong lâm hiểu phong cầm di động gọi cho cục trưởng phòng cục trưởng phòng nhận được tin nó sẽ lập tức tới ngay sau khi cúp điện thoại lâm hiểu phong ném còng tay về phía chu lợi nhân tự ông làm hãy để tôi giúp để để ta tự làm chu lợi nhân vội vàng lấy còng khóa tay mình lại lúc này đây chu lợi nhân cũng rõ mình tránh xa cũng không khỏi nắng có thể sống lâu được chút nào thì đó cũng là chuyện tốt xử lý xong chu lợi nhân lâm hiểu phong vội vàng cởi trói cho lưu thương cùng từ hướng dương sau khi hai người tỉnh lại lưu thương xoa đầu mắng mẹ nó chứ đau chết ý từ hướng dương cũng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh hiểu phong đây là nơi nào lâm hiểu phong nói không sao đâu bây giờ về ký túc xá trước đã tóm lại Lần này xem như tôi liên lụy các cậu Lưu thường vẫn uất ức trong lòng Cậu ta với tự hướng dương đang ngồi trong phòng Đột nhiên đám người xông vào Tay đấm chân đá Rồi còn bị hiệu trưởng Chu sai người trói lại Lúc này Nhìn thấy Chu lợi nhân bị còng tay cách đấy không xa Lưu thường xông lên mắng Hiệu trưởng Có thể tùy tiện chói người à Hiệu phong Mà báo cảnh sát bắt ông ta đi chẳng bao lâu sau cục trưởng phòng dẫn người tới cục trưởng phòng phất tay một cái hơn chục cảnh sát tiến lên dùng dây thừng trói chặt chu lợi nhân lại hiểu phong à vất à, vả cho cậu cục trưởng phòng móc điếu thuốc rồi cười ha ha lưu thường lên tiếng chào cục trưởng phòng nhìn hai người chi chít vết thương cục trưởng phòng hỏi là hai người giúp hiểu phong bắt chu lợi nhân ư À chuyện là thế này Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi sự tình Cục trưởng phòng nghe xong Tỏ vẻ thắc mắc Chú lợi nhân không nhận ra Đó là ok Bạch Phượng hoa nữa Sao lại còn bắt lưu thương với tư hướng dương Để đòi thuốc giải chứ Chú lợi nhân cách đó không xa Vừa nghe thấy thứ mình ăn chính là ok bạch phượng hoàn Tức là thuốc điều trị khí huyết cho chị em đến tháng Hắn giận giữ trận trừng hai mắt toàn thân nổi đầy gân xanh. Người cho ta ăn ok bạch phượng hoan. Đồ con rùa, đồ con rùa. Cục trưởng phòng chán ghét nhìn thoáng qua. Dẫn ông ta về đồn cho tôi. Vâng. Một đội cảnh sát giải tru lợi nhân xuống núi trước, chỉ để lại hai người bảo vệ cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong cười hỏi. <cười> cục trưởng phòng, ông không cà phiền phức gì chứ? Cùng lúc bắt nhiều đại gia thế này, Bên trên không có ý kiến gì ư? Cục trưởng phòng trợn mắt. Sao lại không? Ngày nào thị trưởng cũng tìm tôi nói chuyện, yêu cầu thả đám người này. Nếu chỉ là trưởng phòng bình thường, chỉ sợ đã không chịu nổi áp lực. Bất quá tổ điều tra thần quái có đặc quyền vì phá án đắc tội bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng gì. Nghe cục trưởng phòng nói nhẹ nhàng, nhưng chị e không đơn giản như vậy đâu đúng là tổ điều tra thần quái thuộc về trảo yêu cục nhưng phòng diệu tổ làm cục trưởng ở thành đô bao năm nay đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên hiểu rõ lần này bắt toàn người có địa vị xã hội áp lực bên trên dội xuống cũng không phải nhỏ lâm hiểu phong nói mà đúng rồi trong số người đó có ông lão họ hồ hơn 60 tuổi nếu có thể xin trong ta chú ưu đãi Ông lão họ Hồ này chính là người nói cho hắn biết về tiền chân chân, vốn định tiện ông ta đi đầu thai chuyển thế. Nhưng lúc này đã giao cho tổ điều tra thần quái, muốn tách ra ngoài, khẳng định là không có biện pháp. Cục trưởng phòng gật đầu. Được rồi, tôi đi trước đây. Sau khi xuống núi, cục trưởng phòng liền đạp ga phóng thẳng về cục cảnh sát, có một đống việc lớn đang chờ ông giải quyết. Lâm Hiểu Phong dẫn lưu thương cùng từ hướng dương về ký túc xá. Trên đường đi kể lại một lượt sự tình cho hai người nghe. Hoàng Mập thấy từ hướng dương với lưu thương an toàn trở về. Vội vàng nhảy từ trên giường xuống. Ôi ôi, hai cậu không sao đấy chứ. Lưu thương chỉ vết bầm tím trên mặt. Không có gì đâu, chỉ bị đánh một trận thôi. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy ngủ sớm chút đi, ngày mai có khi... Tôi với cậu Mập phải dọn ra ngoài ở vài ngày Hoàng mập có chút kỳ quái dọn ra ngoài á lâm hiểu phong trợn mắt lườm cậu ta ngũ hành giáo chắc chắn trả thù chúng ta Tránh nhẽ ở lại ký túc xá liên lụy lão lưu với lão tử à hoàng mập gãi đầu cười. À, cười cũng đúng thôi ngủ sớm đi sáng sớm hôm sau lâm hiểu phong rời giường đánh thức hoàng mập Ôi rồi còn ngủ nữa à mau dậy thôi vừa nói lâm hiểu phong vừa nhấc chân đạp vào mông hoàng mập hoàng mập ngáp dài rồi mắt ngồi dậy hỏi sớm thế mau thu dọn đồ đạc đi chúng ta qua phong thủy huyền học quán của trấn phong ca ở mấy hôm hoàng mập ngái ngủ cùng lâm hiểu phong với mấy bộ quần áo cấp lưu thương cùng từ hướng dương đánh thanh tiếp đón rồi đi ra trường học tiếp theo hai người qua hàng ăn sáng đối diện học viện thể dục gọi hai phần bánh bao cháo quẩy. Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói, có mập này, có người đang nhìn chằm chằm chúng mình đấy. Hoàng mập có đang mơ màng, vừa nghe thì lập tức tỉnh ngủ. Hả? Có người theo dõi ta Thật hay giả đấy? Lâm Hiểu Phong vội nói, đừng có ngó nghiêng lung tung. Để hắn phát hiện ra thì không hay đâu, chính là người trong tiệm bánh mì đối diện. Thấy không, cái tên mà đang đứng ở cửa gặm bánh mì đấy Hoàng Mập làm bộ vô ý nhìn lướt qua Quả nhiên nhìn thấy người này Đầu đôi mũ lưỡi chai Cúi gặm mặt xuống Miệng gặm chư bánh mì Tuy trông có vẻ ngắm nghía đường phố xung quanh Nhưng cặp mắt lại thường xuyên liếc Về phía hai người bọn họ Hoàng Mập hạ giọng hỏi Người của hũ ngũ hành giáo à? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu Không rõ lắm Bất quá Nhìn theo dõi động tĩnh của chúng ta như vậy Chỉ e không có thiện ý đâu Hoàng Mập cười nói Hì, Này Có muốn bắt hắn ta lại tra hỏi không Tôi cũng đang có ý này đây Hai người nhanh chóng ăn xong bánh bao Rồi giả bộ đi vào trong một hẻm vắng người Hai người vừa rời đi Tên theo dõi kia cũng bám theo Nhưng hắn mới rẽ vào con hẻm Cho tới Lâm Hiểu Phong Cùng hoàng mập từ đối diện sông tới Tên kia thầm tha một tiếng không hay Xoay người muốn bỏ chạy Lâm Hiểu Phong lập tức đánh một quyền vào mặt hắn Khiến đối phương thất điên bát đảo Tiếp theo Hoàng mập lôi tuột hắn vào trong góc con hẻm Nơi này âm u Hôi thối Thỉnh thoảng có chuột cống chạy qua chạy lại Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng mập quan sát Thấy tên này Đại khái khoảng 40 tuổi Hoàng Mập quay lại hỏi Lâm Hiểu Phong Này, cậu định thế nào? Lâm Hiểu Phong dai cầm Người... Là người của ngũ hành giáo à? Bán theo bọn ta làm gì? Tên này nuốt nước miếng ờ, Hiểu lầm, hiểu lầm mà Nhất định hiểu lầm Ta là người của Long Hổ Sơn Ta đi chơi ngang qua đây thôi mà Không chịu nói thật, có đúng không? Lâm Hiểu Phong tung một cước Đá vào người hắn Tên này bị đá lăn mấy vòng Hoàng Mập hỏi Làm sao bây giờ Có muốn đưa hắn về từ từ tra khảo không Lâm Hiểu Phong nhìn kẻ theo dõi nằm dưới đất Suy nghĩ một hồi rồi nói Không cần đâu Mau tới phong thủy huyền học quán thì hơn Nếu tên này thực sự là người của ngũ hành giáo Với bọn chúng đã hành động Không chừng nơi này không được an toàn Dẫn theo người này Chỉ e là càng vướng víu chân tay thôi Nói xong Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập vội vã rời đi. Tới trước phong thủy huyền học quán gõ hai tiếng, Trần Phong Đạo Nhân mặc đạo bào chỉnh chu sạch sẽ mở cửa ra. Trần Phong Đạo Nhân cười nói, à, à, Tới rồi đây à, nào, mau vào trong ngồi đi. Lâm Hiểu Phong chào ghẹo, Trần Phong ca, sáng sớm mặc áo đạo bào làm gì, định đi coi mắt đi ư. Trần Phong Đạo Nhân lườm hắn một cái, xem cậu nói kìa, bình thường không thể ăn diện chút à ngồi đi ngồi đi lát giới thiệu sư huynh của ta cho các cậu lâm hiểu phong tỏ vẻ kỳ quái sư huynh hai người bước vào phong thủy huyền học quán bên trong được dọn dẹp vô cùng ngăn nắp sạch sẽ trần phong đạo nhân rót hai tách trà là thế này ta có một vị sư huynh tên là thanh phong từ long hồ sơn tới thành đô thăm bạn chúng ta nhiều năm không gặp Lần này vừa lúc ngũ hành giáo tới gây sự Ta định lát nữa nhờ sư huynh giúp đỡ Thanh Phong à? Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau Lâm Hiểu Phong nhớ lại người ban nãy Bị họ đánh Hắn cũng tự xưng là từ Long Hổ Sơn xuống Chẳng nhẽ trùng hợp vậy à? Lúc này đây tiếng gõ cửa vang lên Trên phong đạo nhân vẻ mặt vui mừng Chắc là sư huynh ta đấy Nói xong, Âu lập tức chạy ra mở cửa. Quả nhiên là người bọn họ đánh bàn nãy mà. Người này mặt mũi bầm dập, kêu rên thảm thiết. Úi cha, đau chết ta mất thôi. Ô, Thanh Phong sư huynh, sao thành ra thế này? Thanh Phong đạo nhân hùng hổ mắng. Vừa rồi ta bị hai cái thằng nhóc đánh trong hẻm, của mẹ nó chứ. Trấn Phong à, thành đô tốt xấu gì cũng là địa bàn của đệ. Thù này nhất định đệ phải trả cho ta đấy. Trần Phong vừa nghe thì vỗ ngực Thì đương nhiên lại đây là đây Để đệ giới thiệu hai người bạn với sư huynh Đặc biệt là Lâm Hiểu Phong Vừa biết bắt ma vừa biết đánh Một đấu mười cũng không thành vấn đề đâu Thanh Phong tỏ vẻ kinh ngạc Hả? Thật hay giả đấy? Ta thực sự cũng muốn xem xem Thiếu niên anh hùng có thể Một chấp mười này là thế nào? Vừa nói xong Ánh mắt chuyển qua sofa Phát hiện Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập ngồi đấy lúc này đây hai người trông thực hiện lành ngoan ngoãn nét mặt tươi cười ờ à, uh, thanh phong đạo trưởng thanh phong bị dọa đến nhảy dựng lên mắng sư đệ à chính là hai con rùa này đánh ta đây này mà bắt chúng lại báo thù cho sư huynh đi trần phong vừa nghe lập tức nhìn phía lâm hiểu phong lại thấy hắn khẽ gật đầu trong lòng trần phong lập tức vô ngữ có mẹ nó lúc cuộc chuyện gì vậy Uh, 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 Sư Huynh à Hiểu lầm nhất định là hiểu lầm rồi Trần Phong đạo nhân Dùng mắt ra hiệu cho Lâm Hiểu Phong Cùng Hoàng Mập Hai vị bằng hữu này của đệ Đều không biết công phu Sao có thể đánh thắng được Huynh chứ Thành Phong trợn mắt Vừa rồi đệ có nói Hắn có thể một chấp mười mà Trần Phong xấu hổ Ê Nhất định Huynh nghe nhầm Hả Tưởng ta ngốc đấy à? Thành phòng đạo nhân bất mãn hừ một tiếng. Bất quá, ông ta bị Trấn Phong kéo ngồi xuống sofa. Lâm Hiểu Phong rót ly trà đưa qua nói. Đạo trưởng, đây chúng ta đúng là không đánh không quen biết mà. Còn nữa, lúc đó ông lén lút theo dõi chúng tôi, cho nên mới tưởng ông là người của ngũ hành giáo. Hoàng Mập cũng vội vàng chia bao thuốc vừa rót trà vừa mời thuốc cục tức của thanh phong đạo nhân cũng tiêu đi một nửa ta trông các cậu theo thanh đao này cảm thấy có chút quỷ dị rồi cho nên mới bình thản nhìn thêm vài lần cũng vì tò mò mới đi theo kết quả lại bị hai người đánh cho một trận trần phong đạo nhân vội vàng nói lái sang chuyện khác à, à, đúng rồi sư huynh à lần này huynh tới thành đô có việc gì vậy Thanh Phong đạo nhân xoa xoa vết bầm trên mặt. Có phú thương tên là Dương Hồng Quân mời ta xuống núi. Mẫu thân của hắn sau khi chết vẫn không yên ổn. Hai ngày nữa ta phải qua giúp xử lý chút chuyện. Hoàng Mập nhị không được hỏi. Sao bây giờ không đi luôn đi? Thanh Phong nói. Cậu tưởng ta là hàng đạo sĩ Giang Hồ nhan nhản đầy đường hả? Dù gì xuất thân từ Long Hồ Sơn, đương nhiên phải làm giá một chút. Vừa kêu đã tới đạo sĩ long hồ sơn bọn ta còn mặt mũi cái gì nữa vừa nghe thế lâm hiểu phong không khỏi liếc mắt nhìn trấn phong đạo nhân thẩm nghĩ trong bộ dáng người ta thế này mà xứng là đệ tử long hồ sơn à không giống trấn phong đạo nhân ai đưa tiền cũng lập tức chạy ào tới liền trần phong phát hiện ánh mắt lâm hiểu phong thì xấu hổ cười nói uh, 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 sư huynh à vừa lúc uh, để gặp chút phiền phức nếu huynh rảnh thì có thể giúp một tay không Sư đệ, từ nhỏ chúng ta cùng nhau luyện đạo thuật, giao tình này để khách khí với ta nữa à? Thành phòng đạo nhân trận mắt nhìn Trần Phong nói. Chuyện gì thì nói nghe coi nào. À, gần đây tụi đệ đắc tội với người của ngũ hành giáo. Thành phòng đạo nhân vừa nghe, liền tỏ vẻ thắc mắc. Ngũ hành giáo? Là ma giáo gì thế? Sao ta lại chưa từng nghe qua? Trần phong đạo nhân cười nói. À, à, là đám ma giáo hạ đẳng thôi mà. Vừa nghe, thanh phong đập bàn bốp một cái rồi đứng bật dậy. Thế là sao? Một đám ma giáo hạ lưu cũng dám đến chọc đệ? á Sư đệ à, tốt xấu gì? Chúng ta cũng là long hổ sơn thất tử, sao có thể sợ cái loại ma giáo thấp kém này chứ? Đêm nay sư huynh dẫn đệ tới tổng đà của bọn chúng, bắt chúng cúi đầu nhận lỗi với đệ. Trần Phong đạo nhân xấu hổ cười. Ờ, à, sư huynh, bọn đệ đã tận diệt hết đám người cung cấp tài chính cho ngũ hành giáo. Chỉ sợ bọn chúng không dễ dàng bỏ qua thôi. Thành phòng ngay xong, lập tức cau mày Cái gì? Đệ chặt đứt đường phát tài của người ta ư? Sư đệ ơi là sư đệ, xem đệ đã làm gì kìa? Vậy đi, Mao Sơn có một hội quán ở Thành Đô, đệ qua đó tìm người của Mao Sơn giúp đỡ, đều là đạo sĩ, bọn họ cũng không đến mức thế chết không cứu. Thành phòng đạo nhân nói xong thì đứng dậy. Ta có việc gấp, đi trước đây. Hoàng mập biếu môi. Hừ, thành phòng đạo trưởng, không phải ông sợ đấy chứ. Thành phòng đạo nhân lớn tiếng quát. Sợ? Sợ cái gì mà sợ? Ma giáo hạ đẳng thôi mà. Ta đường đường là đệ tử Long Hồ Sơn. Có thể sợ chúng à? Còn không phải các người đánh ta một trận Thân mình còn đau ê ẩm thế này Công lực cũng giảm đi đáng kể Vậy đi, chờ ta đi bệnh viện dưỡng vài tháng Quay lại giúp các người nhặt xác À bậy 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 à, Xem ta đây này Chờ ta điều dưỡng thân thể khỏe lại Ta về đây giúp các người Nói xong Thanh Phong đạo nhân vội vàng muốn rời đi Tuy chỉ là đám ma giáo hạ đẳng Nhưng toàn bộ người trong giáo Đồng loạt sông lên Bọn họ sao có thể chống đỡ lâm hiểu phong lập tức tỏ vẻ nghi hoặc thanh phong đạo nhân lá gan nhỏ vậy thật ư trần phong đạo nhân không chút suốt ruột mà nói sư huynh đệ nghe nói huynh sắp tới đây cho nên liên hệ mấy người trong hội sở thành đô mấy cô gái đó chắc cũng chuẩn bị xong giờ huynh phải nói đi bệnh viện dưỡng thương thực đáng tiếc quá thành phong vừa nghe chữ gái một phát hai mắt lập tức sáng ngời à, ấy từ từ để nói thật đấy chứ. Thật mà. Trần Phong gật đầu. Sư huynh đệ nhiều năm, Trần Phong đâu có lạ gì tính sư huynh chứ. Chúng ta là gì nào? Là sư huynh đệ mà. Cũng giống như là anh em ruột thịt đấy, cho dù ta thân mang trọng thương thì cũng sẽ ở lại giúp đệ. Nhìn hai người, anh một câu, tôi một câu. Cuối cùng, Thanh Phong đạo nhân cầm địa chỉ mà Trấn Phong đưa ta ra ngoài trước một chuyến đã sẽ quay lại mau nhé nói rồi hắn vội vàng lặn mất tâm nhìn Thanh Phong rời đi Trấn Phong đạo nhân cười nói à, đừng có quá để ý Thanh Phong sư huynh không có khuyết điểm gì đâu chỉ là hơi háo sắc chút thôi <laughs> ông ta háo sắc còn ông thì ham tài đệ tử Long Hồ Sơn đúng là mỗi người mỗi vẻ thật lâm hiểu phong cũng không biết hình dung thế nào cho phải nữa trần phong ngồi xuống đối diện lâm hiểu phong nói thôi được rồi bàn chuyện chính sự đi không cần để ý sư huynh của ta làm gì lâm hiểu phong hỏi sư huynh của ông bà lĩnh thế nào trần phong gật đầu ờ, hiếu thắng hơn ta nhưng cho dù có bốn người một đôi phó kim giáp thi của ngũ hành giáo chỉ e là hơi quá sức thôi Lâm Hiểu Phong hỏi Kim Giáp Thi Đau thương bất nhập Có khoa trương quá không đấy Chả nhẽ yêu đau phiêu huyết cũng không làm gì được ư Trấn Phong nói Hay à Yêu đau chắc chắn có thể đối phó Kim Giáp Thi Bất quá ta chỉ sợ cậu không chế không được yêu đau ngược lại bị nó điều khiển thôi chứ hoàng mập lắc đầu nếu hiểu phong bị yêu đau khống chế thế thì e chúng ta sống không nổi đâu hiểu phong cũng gật đầu cậu ta nói không sai mình đã từng bị yêu đau chiếm đoạt thân thể khó khăn lắm mới giành lại được liệu có muốn thử lần nữa à lâm hiểu phong có chút lo lắng sợ mình không nắm chắc được có thể đoạt lại thân thể tự yêu đao. Ba người ngồi trong phong thủy huyền học quán, bàn luận mấy tiếng đồng hồ liền. Tới giữa trưa, Thanh Phong đạo nhân mới từ bên ngoài về, tinh thần sảng khoái, cười ha ha hỏi rằng: à, <laughs> "Các người à, bàn đến đâu rồi?" "Sư huynh, quay lại dữ Huynh ngồi đi." Trần Phong đạo nhân nói vẫn chưa có kết quả đâu ạ. À? Lâm Hiểu Phong cũng nói hiện tại chúng ta không biết tình hình cụ thể bên ngũ hành giáo chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Bỗng nhiên yêu đao sau lưng Lâm Hiểu Phong rung lên nhẹ nhẹ. Lâm Hiểu Phong thấy có chút không thích hợp. Thanh Phong đạo nhân lập tức nhìn phía cửa. Xem ra các người đắc tội rất nặng với ngũ hành giáo ban ngày ban mặt cũng động thủ. Trần Phong đạo nhân thốt lên Tới rồi sao Rồi dầm một cái Cửa phòng chống trộm Chuyển đến tiếng vang thực lớn Trực tiếp lõm hai vết sâu Ngay sau đó đổ sập xuống đất Lúc này đây Một khối thi thể từ bên ngoài sông vào Kim giáp thi Bốn người dồn mắt nhìn qua đó Lâm Hiểu Phong hít sơ một hơi Kim giáp thi Là một trong ngũ hành thi Cũng là loại hung hăng hiếu chiến nhất lúc này đây kim giáp thì thân mặc áo giáp sắt bộ dáng giống như tướng quân triều thanh mặt mũi đe sì toàn thân toát ra thi khí nồng đậm vừa bước vào đã hướng phía bốn người nhào tới lâm hiểu phong vội vàng rút yêu đào bổ một nhát vào ngực kim giáp thì yêu đào va chạm với áo giáp trên người nó hoa lửa bắn ra tung tóe kim giáp thi không tổn hao gì trong khi tay cầm đao của Lâm Hiểu Phong bị chấn đến phát đau. Lâm Hiểu Phong gắt gao cao mày, rồi vội vàng lui phía sau vài bước. Kim giáp thì sức lực vô cùng lớn, nếu như bị nó bắt được, không chừng trực tiếp bị xé thành hai nửa chứ. Hoàng Mập lùi lại phía sau, kéo giãn khoảng cách, rồi lại lấy cung tên ra, miệng thì thầm. Hương khí trầm trầm ứng tàn khôn, thiên khởi thanh hương thấu thiên môn kim điểu bôn tẩu như vân tiễn hậu nghệ sĩ cung xạ thiên luân tiếp theo một mũi tên khắc đầy phủ chú phóng thẳng vào ngực kim giáp thi kim giáp thi không hề né tránh tùy ý để mũi tên thép cắm vào ngực mình nào ngờ kim giáp thi chẳng bị làm sao ngược mũi tên bị gãy thành hai đoạn trần phong cùng thanh phong thoáng liếc mắt nhìn nhau Hai người từ nhỏ đã cùng nhau học đạo cực kỳ an ý Thành Phong rút từ trong túi Một sợi thừng trói yêu Ước chừng to bằng ngón cái Ông ta ném một đầu cho Trấn Phong Kim Giáp Thi phát hiện hành động bất thường Lập tức muốn công kích bọn họ Hai người thân thủ nhanh nhẹn Miệng vừa lầm dầm niệm chú ngữ Vừa cầm dây trọng qua người Kim Giáp Thi Chẳng bao lâu sau Kim Giáp Thi bị thừng chó yêu gắt gao quấn chặt Trần Phong đạo nhân vuốt chán đẫm mồ hôi Rồi thở hồn hển nói Kim giáp thi này Cũng chỉ vậy thôi sao Thanh Phong đạo nhân thần sắc nghiêm trọng Sư đệ à Tuyệt đối không được kinh xuất đâu Thường cho yêu không cản được nó lâu đâu Chúng ta rời khỏi đây trước đã Cho dù ngũ hành giáo to gan thế nào Cũng không dám dùng kim giáp thi Để đối phó chúng ta nơi đông người đâu Bất kể đạo sĩ, âm dương tiên sinh người cho ma đạo hay yêu quái đều có một quy tắc bất thành văn. Đó chính là không được dùng tà thuật giết người nơi công cộng. Rốt cuộc chuyện của giới âm dương, nếu để quá nhiều người thường nhìn thấy, truyền ra ngoài thì có ảnh hưởng rất lớn. Nếu ngũ hành giáo dám to gan, dùng kim giáp thi truy sát bọn họ giữa bản dân thiên hạ, khẳng định rằng chào yêu cục, Mao Sơn với Long Hổ Sơn lập tức ra tay tiêu diệt ngũ hành giáo trong lòng lâm hiểu phong hiểu rõ điều này chỉ là kim giáp thi lợi hại đau thương bất nhập sức lực lớn vô cùng cũng không thể coi thường được bốn người vội vàng rời khỏi phong thủy huyền học quán sau đó theo cầu thang bộ chạy xuống bên dưới rất mau bốn người đã ra ngoài tòa nhà trên phố người đi kẻ lại tấp nập quả nhiên kim giáp thi không tiếp tục truy đuổi Thành phong đạo nhân vút mồ hôi trên chán Trước kia ta cũng từng đối phó kim giáp thi Nhưng không có lợi hại như con này Bỗng nhiên di động Lâm Hiểu Phong vang lên Cầm xem thì thấy là một dãy số lạ Alo Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại Bên kia truyền đến một giọng khàn khàn Ta là Trấn Phàn Giáo chủ ngũ hành giáo Vừa rồi các ngươi hẳn đã nếm mùi lợi hại của kim giáp thi Tối nay trước 12 giờ ta phải thấy tất cả mọi người được phóng thích. Bằng không ngũ hành giáo bọn ta giết chết hết các ngươi trong đêm này. Mà kệ người là đệ tử Mao Lân Long hay là người của Long Hồ Sơn, cứ liệu hồn đấy. Trấn Phàn nói xong thì liền cúp máy. Lâm Hiểu Phong hiểu, Trấn Phàn điều khiển kim giáp thi tới đây, không phải để giết bốn người bọn họ mà muốn ép Lâm Hiểu Phong thả đám người kia ra. Trần Phong đạo nhân hỏi Ai đấy? Nói cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Giáo chủ ngũ hành giáo muốn tôi thả đám quái vật ăn thịt người kia ra. Thành Phong vừa nghe xong nhị không được hử lạnh. hừ lạnh, chỉ là ma giáo thấp hèn dám nói chuyện ngông cuồng như thế. Sư đệ, hãy để ta báo về Long Hổ Sơn tập hợp nhân thủ tiêu diệt ngũ hành giáo. Trần Phong vội vàng lắc đầu, cái này không được đệ không muốn có bất cứ gì liên quan tới long hồ sơn thành phong đạo nhân giống như nhớ lại chuyện gì thở dài một hơi rồi nói Ai à, sư đệ à thật ra đệ hà tất phải làm như vậy hoàng mập cũng đứng lên nói thôi chúng ta đi ăn cơm trước đi đã tâm trạng hoàng mập cũng không được tốt lắm nguyên nhân rất đơn giản thôi sau khi có bộ cung tên này việc đối phó tà ám cũng khá thuận lợi nhưng hôm nay bán kim giáp thi chẳng có tác dụng gì thậm chí mũi tên còn bị gãy làm đôi nữa điều này khiến cậu gặp đả kích không nhỏ bốn người đến một nhà hàng gần đó tìm một góc khuất rồi gọi mấy món đồ ăn hoàng Mập hỏi hiểu phong à tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ trong lòng lâm hiểu phong đương nhiên có chú ý tuyệt đối không thể thả người vấn đề lớn nhất hiện nay chính là kim giáp thi chỉ cần giải quyết được nó hết thảy đều dễ bàn thôi lát tôi gọi cho cục trưởng phòng đêm nay dụ đám người ngũ hành giáo ra sau đó cảnh sát tóm sạch trần phong đạo nhân nói như vậy quá nguy hiểm đấy nếu không giải quyết được kim giáp thi cảnh sát tới cũng chịu chết thôi không đáng đâu giải quyết kim giáp thi trước thì sao lâm hiệu phong nói đến đây rồi quay đầu thoáng nhìn yêu đao đeo sau lưng mình giải quyết kim giáp thi, Lâm Hiểu Phong có hai cách. Thứ nhất chính là quỷ thuật. Nhưng Lâm Hiểu Phong tu luyện đến giờ, thực lực chưa phải quá mạnh. Cố hết sức chỉ mới đến chiêu pháp thứ ba, nếu sử dụng có thể giải quyết kim giáp thi. Nhưng bản thân cũng bị phản phệ, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Biện pháp thứ hai, đương nhiên chính là sử dụng phiêu huyết. Có yêu đào đã hơn nửa năm, đến giờ chưa thể thu phục nó, đây là điều khiến lâm hiểu phong thực sự đau đầu hiện tại tình huống phong thủy huyền học quán thế nào bốn người cũng không rõ lắm sau khi ăn cơm xong cũng không dám tùy tiện trở về bằng không vạn nhất người của ngũ hành giáo vẫn còn mai phục ở đó thì sao mấy người thương lượng một hồi quay lại học viện thể dục nghỉ ngơi hoàng mập dẫn trấn phong đạo nhân cùng thanh phong đạo nhân về ký túc xá Lâm Hiểu Phong nói mình có việc bận Một mình cầm yêu đao phiêu huyết đi lên đỉnh núi phía sau trường học Trên núi lúc này ánh nắng chan hòa Hoa thơm chim hót Thực sự đúng là một thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân Hiện đang là giờ học Bằng không chắc chắn sẽ không vắng vẻ thế này Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao Ngồi xuống một gốc cây đại thụ Rồi nhìn yêu đao nói Này, phiêu huyết nói chuyện chút đi chứ ta biết là ngươi có thể nghe được mà yêu đào không có bất kỳ phản ứng gì lâm hiểu phong trầm tư mồ hồi muốn tương lượng với ngươi chúng ta hợp tác đi Hừ, hợp tác á rốt cuộc yêu đào chịu lên tiếng cười lạnh lâm hiểu phong ta không thể không thừa nhận ngươi thực sự rất có tiềm chất nhưng với thực lực trước mắt còn chưa đủ tư cách nói chuyện hợp tác với ta đâu Lâm Hiểu Phong nói Cái chuyện của ngươi đi Chuyện của ta Yêu đào ngây ra một hồi Nó không ngờ Lâm Hiểu Phong hỏi chuyện này Lâm Hiểu Phong gật đầu Ừ Nhất định ngươi đã từng trải qua không ít chuyện Yêu đào hử lạnh Hừ, Không hứng thú Lâm Hiểu Phong nói tiếp Lúc trước Lăng Tiêu có nói với ta Nếu coi vũ khí như bằng hữu mà đối đãi Vũ khí tự nhiên coi mình là bằng hữu Tuy đến giờ ta chưa hiểu ý nghĩa chân chính của câu nói đó, nhưng ta muốn thử cảm giác có ngươi là bạn. Yêu đào trầm mặc, qua hồi lâu lên tiếng nói, tiểu tử, bất quá ngươi chỉ là muốn lợi dụng sức mạnh của ta mà thôi. Đúng. Lâm Hiểu Phong thẳng thắn trả lời, ta không phủ nhận bản thân muốn tăng sức mạnh, nhưng cái này xung đột gì với việc chúng ta kết bạn đây? thật ra kể từ khi hạng chu rời đi trong đầu lâm hiểu phong lúc nào cũng nghĩ đến chuyện gia tăng thực lực hắn muốn tới thánh giáo tìm hạng chu yêu đào nghe lâm hiểu phong nói xong thì bỗng nhiên lên tiếng không bằng chúng ta đánh cuộc đi lâm hiểu phong hỏi đánh cuộc ừ ba năm thời gian nếu ngươi chứng minh được mình có đủ tiềm chất ta đồng ý nhận ngươi làm chủ nhưng trong ba năm nếu ta phát hiện ngươi tư chất kém cỏi, Ngươi trở thành nô lệ của ta Lâm Hiểu Phong cúi đầu trầm tư <laughs> Sợ rồi ư Thế nào Nếu sợ thì cứ nói đi Không cần ở đó ra vẻ đâu Trước khí phách này cũng không có Có muốn thu phục bổn đại gia ư Một lời đã định Hai mắt Lâm Hiểu Phong ánh lên sự kiên quyết gật đầu Thấy Lâm Hiểu Phong đồng ý cho lòng yêu đao cảm thấy kỳ quái. Nó không ngờ Lâm Hiểu Phong đáp ứng dứt khoát như vậy. Rốt cuộc, nhất tiên, nhị vương, tam thánh, tứ yêu chính là 10 nhân vật siêu cường của giới âm dương. Muốn có thành tựu như bọn họ không phải nói mấy câu là xong. Nghĩ đến đây, yêu đao không khỏi có chút kích động lẫn hương phấn. Lâm Hiểu Phong vừa có quỷ thuật, thần thủ lại rất tốt. Có thể nói là hắn chính là đao nô lý tưởng của nó. Ba năm thời gian Đối với yêu đao ngàn năm như nó Chẳng qua chỉ là chớp mắt thôi Thực ra thu phục yêu đao không hề dễ dàng Chẳng qua Nếu Lâm Hiểu Phong luôn cảnh giác đề phòng Yêu đao tuyệt không có cơ hội khống chế hắn Vì thế Nó đưa ra vụ cá cược này Trông bề ngoài giống như Lâm Hiểu Phong được lợi Tuy nhiên có khả năng trở thành nhất tiên Nhị vương, tam thánh, tứ yêu Cũng không phải là chuyện dễ dàng lại nói, cho dù đến lúc đó, Lâm Hiểu Phong có tiềm năng trở thành mười vị này, yêu đào cam tâm tình nguyện trở thành vũ khí của hắn. Cho nên đánh cuộc lần này, bất kể Lâm Hiểu Phong thắng hay yêu đào thắng, đối với nó chẳng có gì thiệt thòi. Yêu đào nói, qua đây để ta hút máu của ngươi, như vậy ngươi mới có thể thực sự phát huy thực lực của ta. Lâm Hiểu Phong có chút do dự Vạn nhân yêu đao đột nhiên dở trò khống chế mình Hậu quả thực không dám tưởng tượng Yêu đao khinh thường <laughs> Thế nào Chút dũng khí này không có ư Yên tâm đi Lời bổn đại gia nói Sẽ không thay đổi Nếu ta đánh cuộc với người Tuyệt đối không làm trái lời thề Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi Cắn chặt răng Dùng yêu đao cắt cổ tay mình Máu tươi không ngừng thấm vào yêu đao Lần này đây Lâm Hiểu Phong cơ hồ đem cả mạng sống đánh cược Nếu yêu đào đột đổ ngột đổi ý Mình lập tức bị nó khống chế Nhưng không làm như vậy Sao có thể tận dụng sức mạnh yêu đào đây Trở nên cường đại Không chỉ nói bằng miệng Mà còn phải bằng hành động thực tế Nhìn máu tươi không ngừng thấm vào yêu đào Yêu đào vẫn không có bất cứ phản ứng gì Lâm Hiểu Phong thả lỏng đôi chút Qua chừng 10 phút lâm hiểu phong mất máu quá nhiều đầu óc lại trở nên choáng váng yêu đào ngừng hút máu hắn ba năm thời gian nhớ cho kỹ yêu đào phiêu huyết nói xong liền trở nên im lặng lâm hiểu phong thở mạnh một hơi rồi ngồi bệt xuống đất cơ thể hắn có chút vô lực bất quá thoáng nhìn yêu đào trong tay cảm thấy hết thảy cũng đáng mà lâm hiểu phong cầm yêu đào quay trở lại ký túc xá mở cửa nhìn thấy ba người hoàng mập trấn phong thanh phong đang ngồi thương lượng đối sách hoàng mập thấy lâm hiểu phong sắc mặt tái nhợt thì vội vàng hỏi hiểu phong cậu không sao đấy chứ sao sắc mặt lại khó coi như vậy lâm hiểu phong nói tạm thời tôi thu phục được yêu đau đêm nay để tôi đối phó kim giáp thì các người xử lý đám ngũ hành giáo Thành phong đạo nhân không biết về chuyện yêu đào phiêu huyết, cho nên không có ý kiến gì. Riêng Trần Phong đạo nhân sắc mặt biến đổi. Sao lại thế? Mau nói đi. Lâm Hiểu Phong ngồi trên giường, rồi kể lại đầu đuôi sự tình. Trần Phong đạo nhân vừa nghe, lập tức hét ẩm lên. Hiểu Phong, sao cậu ngốc thế hả? Bất kể kết cục thế nào, yêu đao cũng không chịu thiệt đâu. Trần Phong đạo nhân hiểu rõ ý đồ của yêu đào liền vội vàng nói Nếu cậu thắng Thực lực đương nhiên đủ mạnh để khống chế yêu đào Nó theo cậu không thành vấn đề Nhưng cậu thua thì trở thành nô lệ của nó đấy Tôi hiểu chứ Nhưng nếu không đánh cược Yêu đào sẽ nguyện theo ý tôi ư Lâm Hiểu Phong nhìn yêu đào lập lòe hồng quang trong tay Tôi muốn thử xem Rốt cuộc Mình có bao nhiêu năng lực Hoàng Mập giơ tay ngón cái. Trấn Phong ca, chuyện này đã xảy ra rồi, nói cũng vô dụng thôi. Hiểu Phong này, việc này Mập ca tôi ủng hộ cậu. Từ khi Hạng Chu rời đi, tuy Lâm Hiểu Phong không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn khẳng định rất muốn tới Thánh Kim Giáo gặp Hạng Chu. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi nói. Không biết Kim Giáp Thi có thể chống được mấy đau. Lúc này đây, Tư Lâm hiểu Phong chưa hoàn toàn thu phục yêu đào, như bản thân hắn rõ hơn ai hết. Yêu đào cực kỳ khủng bố. Lúc trước nó khống chế hắn, e chỉ dùng một phần nhỏ sức lực thôi. Nghe bản thân hắn, hiện tại chưa thể phát huy toàn lực của yêu đào. Trần Phong đạo nhân trong lòng bất đắc dĩ, mọi chuyện đã định, nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì. Huống Ngộ hiện tại có yêu đào trợ giúp, đối phó ngũ hành giáo cũng coi như là nắm chắc chín phần. Trần Phong đạo nhân nói: "Đêm nay 12 giờ, chúng ta tìm một nơi hẻo lánh, cùng đám người ngũ hành giáo đấu một trận." Lâm Hiểu Phong suy nghĩ hồi lâu. "Để tôi báo với cục trưởng phòng, ngũ hành giáo nhiều người như vậy, chúng ta không có khả năng tiêu diệt bọn chúng." Lâm Hiểu Phong mất máu hơi nhiều, cảm thấy đầu óc choáng váng. Hoàng Mập đưa hắn vào bệnh viện truyền máu, tình trạng mới khá lên một chút. Rất mau tới 11 giờ Sắp tới thời gian hẹn với Trấn Phàn Giáo chủ ngũ hành giáo Mấy người Lâm Hiểu Phong thu thập vật dụng Cùng nhau tới một khu nhà xưởng bỏ hoang Phía Nam Thành Đô Lúc này đây trong căn phòng Tổng thống Tại một khách sạn cao cấp Cách học viện thể dục Thành Đô không xa Một người đàn ông trung niên Khoảng 46-47 tuổi Mặt vuông chữ điền mà bộ quân phục kiểu cũ ngồi trên sofa. Trên mặt có một vết sẹo thật dài, hai mắt lim dim, bộ dáng trầm ổn. Sau lưng hắn là một người, toàn thân trùng vải đen, không thấy rõ dung mạo thế nào. Cửa bỗng nhiên bật mở, một mỹ nữ từ bên ngoài bước vào, chính là Tiền Chân Chân. Để Chân Chân nói: "Đáo chủ à, đám người Lâm Hiểu Phong đang đi về hướng nam." Trần Phan mở mắt liếc nhìn tiền chân chân Tiếp tục cho người theo dõi bọn chúng Tiền chân chân nói Giáo chủ Xem ra chúng sẽ không thả những người kia Chúng ta có nên Vừa nói Tiền chân chân vừa đưa tay Làm động tác cứa cổ Được Trần Phan khẽ gật đầu Ánh mắt hắn toát lên sự tàn nhẫn Tìm ra bọn chúng Sau đó giết sạch tiền chân chân đáp vâng một tiếng trấn phản nói sai người đi chuẩn bị cho tốt đi gọi cao thủ trong giáo đi hết toàn bộ cao thủ sao ánh mắt tiền chân chân lộ vẻ kinh hãi đối phó bố người bọn chúng có cần đến mức này không nghe ta phân phó là được dạ tiền chân chân gật đầu xoay người rời đi rốt cuộc trấn phản đứng dậy kéo tấm màn Nhìn cảnh đêm bên ngoài Trong lòng hắn trước sau có cảm giác bất an Rất khó miêu tả thành lời Hắn quay đầu nhìn phía kim giáp thi Huynh đệ Nhiều năm cùng nhau tung hoành thiên hạ Hy vọng lần này không xảy ra chuyện gì Sưởng luyện thép Lâm Xuyên Từng nổi tiếng thành đô một thời Kết quả là kinh doanh thô lỗ Đóng cửa đã nhiều năm nay Cổng khu xưởng dì xét loang lổ Bên trong cỏ dại mọc um tùm Nhà sửa bỏ hoang đã mười mấy năm Bỗng nhiên có bốn người đi vào Lâm Hiểu Phong nhíu mày Đẩy cổng sắt Cách một tiếng chói tai vang lên Cậu bà bà Sao tìm được nơi hẻo lánh thế này Lâm Hiểu Phong chậm rãi từng bước Đèn pin trong tay chiếu lướt xung quanh Trong này có không ít chó hoang Vừa thấy động tính liền bỏ chạy tán loạn Hoàng Mập nói Lần trước tới điều tra vụ án bên khu bên cạnh Phát hiện chỗ này bị bỏ hoang Bên trong khu xưởng có sân bóng rổ Thanh Phong mở miệng Sân bóng này không tồi Sư đệ này Chúng ta bài trận ở đây thôi Tiếp theo Ông ta chỉ vào tòa nhà cao tầng sau lưng Hoàng Khiêm Dịch ơi Cậu dùng tên Đứng trên đó yểm hộ bọn ta Không thành vấn đề Thành phong đạo nhân tuy bề ngoài háo sắc Nhưng thực lực hơn hẳn hai người Lâm Hiểu Phong Còn Trấn Phong đạo nhân Sớm rời khỏi Long Hổ Sơn Tuy kinh nghiệm phong phú Nhưng đạo pháp bố trận Không thể bằng Thanh Phong đạo nhân Phần phó xong xuôi Mọi người chia nhau làm theo Thanh Phong nói với Lâm Hiểu Phong Chúng ta tận lực đối phó đám người ngũ hành giáo Kim giáp thi giao cho cậu Trong lúc đánh nhau E chúng ta muốn giúp cũng không thể ra sức đâu Nếu thực sự đánh không lại Cậu cứ rút trước đi Chúng ta cùng nhau yểm hộ cho cậu Thanh Phong nói đến đây Thì dừng lại một chút Ngoài ra còn có một vấn đề Phải cẩn thận chú ý Đó là đám người ngũ hành giáo Sẽ dùng súng Thanh Phong nhìn Hoàng Mực Hoàng Kim Dịch Đến lúc đó mục tiêu hàng đầu của cậu Chính là bắn những tên cầm súng Chờ Lâm Hiệu Phong giải quyết xong Kim Giáp thì Sẽ cùng nhau phản kích đám người ngũ hành giáo Xong xuôi Thanh Phong Đạo Nhân Lấy thuốc ra châm một điếu Tiếp theo trừng mắt lườm chấn Phong Đạo Nhân Có mẹ nó Để nói xem Thế này là cái quái gì hả Lão tử chỉ ghé ngoan qua thăm đệ Kết quả bị hai thằng nhóc này Đập cho một trận chưa nói Lại còn cùng đệ liều mạng nữa Trần Phong đạo nhân vỗ vai Thanh Phong Sư Huynh Huynh nói vậy có khách khí quá không Bây giờ tình bao năm nay của chúng ta Chưa dứt lời Yêu đào sau lưng Lâm Hiểu Phong Trần rung lên nhẹ nhẹ Bên tai Lâm Hiểu Phong Vang lên tiếng của yêu đào Tiểu tử à kim giáp thi tới rồi Một bóng đen từ trên trời hạ xuống Mà đất nứt ra như mạng nhện Kim giáp thi đứng tại chỗ thi khí màu đen bao trùm thân thể mở ra hai con mắt trắng dã há miệng để lộ răng nanh lổn nhổn tới rồi lâm hiểu phong siết chặt yêu đào bên ngoài nhà xưởng trấn phàn mặc áo khoác màu đen miệng ngậm xì gà chậm rãi đi vào sau lưng hắn có hơn hai mươi người tuổi tác đều không nhỏ khoảng hơn bốn mươi toàn bộ mặc áo choàng dài tiền chân chân đứng bên cạnh trấn phàn Ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người Lâm Hiểu Phong Trấn Phản chậm rãi vỗ tay Quả nhiên thiếu niên xuất chúng anh hùng Đúng như lời đồn Đệ tử Mao Lân Long thực không tầm thường Có bốn người mà dám đối chọi ngũ hành giáo bọn ta Lâm Hiểu Phong nhìn đám người ngũ hành giáo Không phải ta muốn đối nghịch với ngũ hành giáo Nhưng các người hại bao nhiêu mọi người Sớm muộn cũng bị báo ứng Trấn Phàn bật cười. À, báo ứng à? Thằng nhóc, có phải ngươi quá ngây thơ rồi không? Trên đời này có tiền mua gì chẳng được. Công đảo à? Đáng giá mấy đồng? Nói xong, Trấn Phàn lấy một hộp nhỏ, quệt chút dầu màu trắng đưa cho Kim Giáp Thi ngửi. Chớp mắt, thi khí trên người Kim Giáp Thi càng thêm nồng đậm. Trấn Phàn thì thầm gì đó bên tai Kim Giáp Thi khiến nó lập tức trừng mắt nhìn phía bốn người, tràn ngập sát ý. Hoàng Mập tò mò hỏi, thứ màu trắng kia là cái gì? Thành Phong đạo nhân khít mũi mấy cái, tuy khoảng cách khá xa nhưng có thể ngửi được mùi vị thoang thoảng, là thi du. Kim giáp thi bất ngờ tăng tốc, lao về phía bốn người, tựa y như là một quả đạn pháo vậy. Mấy người lâm hiểu phong vội vàng né tránh, Kim Giáp Thi vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục đâm vào một tòa nhà ba tầng. Dầm một tiếng, tòa nhà đổ sập. Ui, nếu bị nó đụng phải, chẳng phải tan xương nát thì đã. Hoàng Mập trợn tròn mắt, miệng lẩm bẩm. Lâm Hiểu Phong giải thích. Chắc đụng vào tường chịu lực thôi. Các người bảo trọng, tôi tìm cách giải quyết Kim Giáp Thi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung yêu đao. Thân đao toát ra huyết khí màu đỏ nhạt. Lâm Hiểu Phong không hề chần chừ Một mình phóng về phía tòa nhà vừa đổ sập Lúc này đây Vô số đá vụn văng ra tung tóe Kim Giáp Thi đứng dậy Từ trong đống đổ nát Hai mắt gắt gao nhìn Lâm Hiểu Phong xông tới Lâm Hiểu Phong vùng đào chém một nhát vào ngực nó Cũng giống như lần trước tia lửa bắn ra tung tóe Áo giáp trên người cương thi Chỉ xuất hiện vết sức mờ nhạt Không tạo thành bất kỳ thương tổn nào Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc. Áo giáp của kim giáp thì quả nhiên rắn chắc. Kim giáp thì phát ra tiếng hầm hè giận dữ. vươn đôi tay, móng vuốt cực dài, sắc bén tựa như lưỡi dao, rồi đâm vào ngực Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội rơi đào lên chắn. Thân thể tuy bị đẩy lùi phía sau mấy bước, cổ tay đau nhói. Chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ làm rớt yêu đào. Thằng nhóc, ngươi cứ đánh bừa như vậy Quyết không phải đối thủ của kim giáp thi đâu Bên tai Lâm Hiểu Phong vang lên tiếng yêu đào phiểu huyết Đừng tưởng có ta trợ giúp Có thể hung hăng liều mạng Kim giáp thi chính là thi sát hung tàn nhất Áo giáp trên người nó được chế tạo đặc biệt Trừ phi ngươi dùng thực lực tuyệt đối đánh gục nó Bằng không phải tìm cách ra tay Từ bộ áo giáp bên ngoài Áo giáp bên ngoài à? Nhìn toàn thân khối kim giáp thi này Bao bọc kín mít chỉ để lộ mỗi khuôn mặt thôi lục giáp lục ất ta quỷ tự xuất lục bính lục đinh ta quỷ nhập mình. lâm hiểu phong lầm dầm niệm huyết sát chúng tiếp theo hắn dùng sức vung yêu đào một luồng huyết khí màu đỏ lập tức tuôn trào phóng phía kim giáp thi đây chính là lý do vì sao lâm hiểu phong muốn lấy được yêu đào phiêu huyết có nó sẽ có thể dùng máu tươi trong yêu đào thi triển quỷ thuật, uy lực sẽ tăng lên cực đại. Kim Giáp Thi bị trúng huyết sát trúng, lập tức dừng bước. Lâm Hiểu Phong không ngờ có thể xử lý Kim Giáp Thi dễ dàng như vậy. Bởi tốt xấu gì, nó cũng là chấn giáo chi bảo của ngũ hành giáo. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đào, nhìn thẳng Kim Giáp Thi đâm tới. Mà quả nhiên, ngay lúc Yêu Đào sắp chạm tới người Kim Giáp thì, đột nhiên nó giơ tay bắt lấy Yêu Đào. Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi. Kim Giáp thì có trí tuệ nhất định, vừa rồi khẳng định nó cố ý giả vờ bất động, chính vì muốn dụ Lâm Hiểu Phong tới gần. Yêu Đào phiêu huyết vốn chém sắc như bùn, nếu yêu quái khác dám to gan túm đao như vậy, chỉ cần Lâm Hiểu Phong dùng chút lực, cánh tay sẽ bị nó chặt đứt. Thế nhưng kim giáp thi thì không hề hấn gì. Áo giáp trên người nó vừa vặn có thể khắc chế yêu đào. Yêu đào bị kim giáp thi nắm chặt. Lâm Hiểu Phong căn bản không rút ra được. So sức lực, hắn đâu phải đối thủ của nó. Kim giáp thi nâng tay, dương móng vuốt sắc nhọn đâm vào ngực Lâm Hiểu Phong. Trong lúc Lâm Hiểu Phong bận đối phó kim giáp thi, Trấn Phàm cùng đám cao thủ ngũ hành giáo liên thủ kết trận, vô số âm khí từ dưới đất quay cuồng dâng lên, vây hãm mấy người Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong cùng Thanh Phong lập tức bay phát trận, hình thành kết giới trên sân bóng rổ cản trở âm khí. Lúc này đây, kết giới màu vàng nhạt đang bị vô số âm khí tấn công. Hai huynh đệ Trấn Phong cùng Thanh Phong dáng sức chống chọi. Chẳng mấy chốc, trên đầu đã lấm tấm mồ hôi, Hoàng Mập vốn đang chuẩn bị tìm chỗ cao bán tên. Nhưng với tình huống trước mắt, cậu ta không dám ra khỏi kết giới. Chỉ có thể không ngừng bán mũi tên về phía đám người chấn phản. Trần Phong Đạo Nhân hít sâu một hơi. Sư huynh, cứ tiếp tục thế này không ổn rồi. Kết giới nhiều nhất chỉ có thể chống thêm được 3 phút. Một khi kết giới bị phá, âm khí chui vào cơ thể chúng ta chết là cái chắc thanh phong đạo nhân trợn mắt lườm trấn Phong. mẹ nó trách ai bây giờ ta đang yên đang lành ma xui quỷ khiến muốn tới thăm để tự dưng thì chuốc lấy phiền phức oán giận thì oán giận nhưng trong lòng thanh phong đạo nhân không ngừng nghĩ cách trước mắt có thể nói tính mạng ba người bọn họ đều nằm trong tay lâm hiểu phong nếu trong vòng ba phút lâm hiểu phong có thể giải quyết kim giáp thì qua đây hỗ trợ đối phó đám người trấn phàn tình thế sẽ thay đổi. Chỉ cần tà trận của chúng bị phá, ba người sẽ được an toàn. Tình hình bên trong phía Lâm Hiểu Phong không được lạc quan cho lắm. Lúc trước, hắn quá xem thường kim giáp thì. Kim giáp thì, sức lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Nhược điểm duy nhất chính là trên mặt. Nhưng một khi Lâm Hiểu Phong dùng yêu đào đâm tới, kim giáp thì sẽ lập tức tóm chặt yêu đào lâm hiểu phong đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công ngược lại bản thân thiếu chút nữa bị chúng đòn công kích của kim giáp thì lâm hiểu phong tranh thủ mọi cơ hội quay đầu nhìn phía mấy người trấn phong đạo nhân vừa thấy liền nhận ra ba người không thể cầm cự được bao lâu nữa đương nhiên việc này không thể trách bọn họ tuy trấn phong với thanh phong là cao thủ long hồ sơn nhưng cùng lúc đối phó với nhiều người như vậy quả thực lực bất tòng tâm. Hai người có thể liên thủ bày trận kết giới, cản trở khối âm khí khổng lồ kia đã là may mắn lắm rồi. Lâm Hiểu Phong búa yêu đào, chém liên tiếp vào người Kim Giáp Thi. Kim Giáp Thi biết Lâm Hiểu Phong không thể làm gì được mình. Trước sau, chẳng thèm né tránh, lừ lừ tiến về phía đối thủ. Lâm Hiểu Phong lo lắng không thôi, liên tục nhìn phía mấy người trấn phong đạo nhân Mắt thấy cây giới càng lúc càng mờ nhạt Bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ Mà bọn họ cũng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi Không thể tiếp tục như vậy được Lâm Hiểu Phong quyết nhanh chóng Xoay người phóng thẳng chỗ chấn phản Kim Giáp Thi ngây người một giây Xem ra nó không đoán được vì sao Lâm Hiểu Phong lại muốn làm như vậy Tuy nhiên vẫn bám theo hắn ngay sau đó Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đào Nếu trong chốc lát không thể giải quyết kim giáp thì Vậy dứt khoát xử lý đám người ngũ hành giáo kia trước Trấn Phàn thấy Lâm Hiểu Phong chạy phía mình Cho lòng trầm xuống Thiếu chút nữa thôi Bọn chúng đã có thể giết chết ba người Trấn Phong đạo nhân Bất quá tốt xấu gì Trấn Phàn cũng là giáo chủ ngũ hành giáo Trực tiếp ra lệnh dừng tác pháp Rồi chỉ vào Lâm Hiểu Phong hét lớn Giết chết hắn đám người ngũ hành giáo nhanh chóng đồng loạt rút dao găm ba cạnh lâm hiểu phong vừa thấy thì không khỏi cau mày ngay từ đầu hắn mơ hồ cảm giác có điểm không thích hợp trên người các thành viên ngũ hành giáo toát ra khí chất quân nhân lúc này trông thấy bọn họ rút dao găm lâm hiểu phong càng thêm tin tưởng đám người trước mặt chắc chắn là lính nếu vậy vì sao bọn họ lại làm nhiều thương thiên hại lý chỉ đứng đây suy đoán đương nhiên không tìm được đáp án rồi trong đám người ngũ hành giáo có một tên bất ngờ xông lên đâm dao vào ngực lâm hiểu phong tốc độ rất nhanh lâm hiểu phong thân thủ không tồi một tay chở đao chém tới tên này theo bản năng liền vung tay giơ dao găm lên chắn nhưng yêu đao sắc bén đến cực điểm dao găm căn bản cũng không chống đỡ được chớp mắt con dao bị nát như đậu ngũ Lâm Hiểu Phong thuận thế chém vào tay hắn Cánh tay bay vèo một cái ra ngoài Bất quá tên này đến lông mày cũng không nhíu một lần Ngược lại cắn chặt răng Tiếp tục lao phía Lâm Hiểu Phong Rõ ràng Hắn muốn mạng đổi một mạng Lâm Hiểu Phong kiểu gì cũng ngờ Tên này sẽ làm như vậy mà Lập tức bị đối phương gắt gao ôm chặt Lúc này đây Kim Giáp Thi từ phía sau đuổi tới Dương móng vuốt đâm phía Lâm Hiểu Phong vụt một cái một mũi tên phóng tới trúng ngay giữa ấn đường tên đánh lén chớp mắt bị mất mạng lâm hiểu phong vội vàng xoay người kéo cái xác đối mặt kim giáp thì hai tay kim giáp thì không hạ xuống mà dừng lại giữa không trung lâm hiểu phong thấy vậy một chân đá văng thi thể vọt qua chỗ Trấn phàn Trấn phàn dít mạnh điếu thuốc ánh mắt bình thản tay cầm dao găm xông lên đón đường Lâm Hiểu Phong liên tiếp bổ đào phía hắn, Trấn Phàn phản ứng cũng cực nhanh, né tránh được hết. Hơn nữa còn cầm dao găm phản kích. Lúc này đây Kim Giáp Thi đuổi tới nơi, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hắn vốn tưởng mình dụ Kim Giáp Thi đến chỗ đông người sẽ khiến ngũ hành giáo hỗn loạn, nào ngờ đám người này bình tĩnh đến kinh ngạc. Bình thường các thành viên ma giáo không thể có bản lĩnh này. Trấn phản của kim giáp thi liên thủ cực kỳ ăn ý Lâm Hiểu Phong bị dồn ép Không ngừng lui phía sau Mấy lần suýt bị dao găm đâm trúng Tiểu tử Có muốn sử dụng sức mạnh đích thực của ta không Tiếng yêu đao chuyển đến bên tay Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong hồ Đừng dài dòng nữa, mau lên Nhưng chỉ sợ ngươi không chịu nổi Vừa dứt lời Bỗng vô số huyết khí từ trong yêu đao Theo cánh tay Lâm Hiểu Phong cuồn cuộn dâng lên Da trên người hắn đỏ ao như máu Ngay cả tóc cũng hoàn toàn nhuốm đỏ Lâm Hiểu Phong hét vang một tiếng Toàn thân đau đớn không thôi Đây chỉ là phản ứng bình thường Khi cơ thể tiếp nhận sức mạnh cường đại của yêu đào Lâm Hiểu Phong hít sơ một hơi Một đao bổ về phía Chấn phản Tốc độ thành đào đã tới cực hạn Mang theo huyết khí nồng đậm Trấn Phàn muốn tránh Nhưng xem ra không có bất kỳ cơ hội Nhắm nghiền hai mắt không hề chống cự Trong đầu hắn không khỏi nhớ về nơi chiến trường Đã mấy chục năm trước Năm ấy Trấn Phàn 17 tuổi Theo lệnh triệu tập nhập ngũ Chính thức trở thành một quân nhân Chiến tranh nổ ra Hắn được điều động ra chiến trường Ở đó hắn quen biết Một huynh đệ tốt Tên Tiền Bá Phân Tiền bá phân với hắn bằng tuổi nhau Nói chuyện cũng hợp Trên chiến trường cùng chung vai sát cánh Trấn phàn vì ham lập công Trong một lần hành động đã không màng mệnh lệnh Nhất mực sông lên Kết quả tiền bá phân Xả thân giúp đỡ hắn Một viên đạn trí mạng Một tiếng lớn Xoẹt một phát vang lên Kéo trấn phàn từ hồi ức về hiện tại Kim giáp thì Đứng chắn trước người trấn phàn lâm hiểu phong một đau bổ tới chúng ngay giữa ngực kim giáp thì lần này không giống trước đó áo giáp trên người kim giáp thì hoàn toàn vỡ vụn lập tức bay ra xa 4-5 mét bá vân trấn phàn phục hồi tinh thần bộ vàng chạy phía kim giáp thì lâm hiểu phong đứng một bên không khỏi cảm thấy kỳ quái trước phản ứng của trấn phàn Đối với chấn phàn, theo lý thuyết, kim giáp thi chỉ là một công cụ, có cần khẩn trương vậy không? Đám người ngũ hành giáo thấy vậy, cầm dao găm chuẩn bị sông lên. Chấn phàn quát lớn. Dừng tay giết cho ta. Trong lòng chấn phàn hiểu rõ, kim giáp thi đã thua, đám huynh đệ này sông lên cũng chỉ chịu chết thôi. Giáo chủ! Tất cả quay lại thành vòng tròn, hướng mặt ra ngoài, che chắn cho trấn phản kim giáp thì không ngừng run rẩy tiền chân chân vội vàng chạy đến bên cạnh kim giáp thì bất ngờ mở miệng nói ta ta đã tận lực trấn phản hít sơ một hơi thưa anh em bao năm qua ta làm chuyện thương thiên hại lý báo ứng đã tới rồi chân chân tôi đã giúp anh nuôi lớn cũng sẽ nghĩ cách để con bé thoát khỏi đây. Khuôn mặt xấu xí của Kim Giáp Thi nở nụ cười, cuối cùng hoàn toàn bất động. Lâm Hiểu Phong không khỏi kinh ngạc, một đau vừa rồi uy lực cường đại. Bản thân hắn cũng cảm thấy nhói đau, chắc là do chiêu thức phản phệ. Lúc này đây, khí huyết quanh thân Lâm Hiểu Phong dần thu vào bên trong yêu đào Trấn Thành bước ra từ trong đám người Sắc mặt thản nhiên Lâm Hiểu Phong đúng không? Ta muốn nói chuyện với người Chuyện gì? Lâm Hiểu Phong cảnh giác nhìn Trấn Phản Trấn Phản cười nhạt Không cần cảnh giác như vậy Ta biết sớm muộn gì cũng có báo ứng Hiện giờ đã tới Ta sẽ không kháng cự Bất quá Tiền chân chân tuy là người của ngũ hành giáo Nhưng trước giờ chưa từng giết người Hãy buông tha con bé Bọn ta đầu hàng Đầu hàng Lâm Hiểu Phong trợn mắt Há hốc mồm kinh ngạc Kim giáp thì bị mình một đao chém tan hồn phách Nhưng ngũ hành giáo Vẫn chưa liều mạng tận lực Sao lại muốn bỏ cuộc giữa chừng chứ và các bạn ơi, đến đây thì Ngọc Mai à, xin nói lời à, hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện à, tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chúc tất cả mọi người cùng ngủ ngon và đợi tới tập truyện kế tiếp. Đừng quên đăng ký kênh, like và share nhé.